Rất là nhiều các bạn hỏi Mạnh Phát là: anh ơi, còn xe 133 giá rẻ 6 triệu 8 nữa không? Em sợ không còn nên chẳng dám hỏi. Nói với các bạn là các bạn hỏi nhiều quá, lại lấy về lại bán cho các bạn. Đây vẫn còn nha mọi người nha. Có màu đỏ, màu đen, màu xanh, nhưng mà chủ yếu là đen. Mình thấy các bạn toàn mua đen thôi. Đây, đen. Xe này có cái gì thì đây cho mọi người xem nhé. 6 triệu 800 nghìn một chiếc xe 133. Đầy đủ, full hết cả bình luôn. Đây, xe có gì thì đây, anh chúng ta sẽ quay vào cho mọi người xem. Xe của Mạnh Phát thì sẽ có tặng kèm này, giỏ này, mũ bảo hiểm đầy đủ nhá, vừa giỏ vừa mũ bảo hiểm, sạc đầy đủ. Đấy, nói chung là đầy đủ hết mọi người ạ. Đầy đủ cả bình ắc quy. Chúng ta mua thì chỉ việc là di chuyển thôi. Đây. Với mức giá 6 triệu 8 thì nói thật là tìm được chiếc xe hơn con này hơi khó. Đầy đủ hết cả chống trộm nhá. Đầy đủ hết cả chống trộm cho mọi người xem luôn. Form nhựa này là form nhựa mới đấy, không phải form nhựa đời cũ đâu nhá. Đây, anh chúng ta sẽ quay cho mọi người xem. Đây, quay vòng quanh cái bên này. Đi được khoảng độ 40 cây một lần sạc, tốc độ tối đa khoảng 35-40 cây nha mọi người nhá. Tốc độ tối đa khoảng 35-40 cây. Một chiếc xe như này Mạnh Phát nghĩ là ok đấy ạ. Giá rất là hợp lý luôn. Với mức giá là chỉ có 6 triệu 8 thôi, lại còn được miễn phí vận chuyển nữa thì anh em nghĩ là như nào? Quá rẻ đúng không ạ? Hôm nay nhiều ô tô thế nhỉ? Đang quay video cho mọi người nhưng hơi nhiều ô tô. Với mức giá 6 triệu 8 thì chúng ta sẽ có cái vành là vành sắt. Đấy, vai càng sắt. Nhưng mà được cái form nhựa mới và có giỏ sạc và mũ bảo hiểm nhá. Giỏ sạc bảo hiểm đây mọi người xem này. Có cả chống trộm khóa từ này. Đấy, đầy đủ hết. Có 3 màu nhá. Bảo hành chính hãng 1 năm và miễn phí vận chuyển nha, quan trọng nhất là miễn phí vận chuyển ạ. Với cái giá này mà anh em ở trong Hà Nội, trong Sài Gòn hay là trong miền Tây hay là Tây Nguyên mà mua được xe 133 này, với cái giá này gần như là không thể. Giá cực kỳ hợp lý nhá. Đấy. Nói chung là thông báo với mọi người biết là vẫn còn rất là nhiều. Anh em thoải mái đi, cứ nhấc máy alo Mạnh Phát, số lượng xe rất là nhiều. Anh em có nhu cầu thì cứ alo cho Mạnh Phát, có số điện thoại là 0358 993 993 hoặc là 0866 903 993. Rất đơn giản, đặt cọc 1 triệu, nhận xe, kiểm tra đi thử rồi thanh toán nốt nhé.